hiện tại đang là 5 giờ chiều ngày 4 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Vâng, trên màn hình đây là một bộ trường kỷ gỗ lim. Đây là chúng tôi đang chuẩn bị để bốc lên xe để vận chuyển đến nhà khách hàng. Đây, một khách hàng rất gần cơ sở chúng tôi. Trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi có quay lại một video để giới thiệu đến quý vị trường kỷ gỗ lim rất là đẹp. Đây, mặt ván liền tấm bóng lừ luôn, vừa đã hoàn thiện rất là kỹ. Đây là chiếc tiếu. Ngoài ra là đây cũng có một chiếc sập mà gỗ hương huyết đây. Chiếc sập này chúng tôi đã hoàn thiện cho một khách hàng ở tại thành phố Việt Trì. Chiếc sập này có kích thước là 1m6 của liền gỗ hương huyết. Chiếc sập này thì trong một vài ngày tới thì chúng tôi mới sẽ vận chuyển cho nhà khách hàng trong một vài ngày nữa. Đây, vần gỗ hương đỏ rất là đẹp nhé, đã hoàn thiện. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ tới cơ sở sản xuất của Đồ Gỗ Tùng Tám tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 50086. Website đồgỗtùng8.com. Video tôi đang quay trực tiếp tại trước cổng của chúng tôi đây. Đây là bộ ghế tần thử hàng gỗ đỏ này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.